2017, ngày hôm nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm chúc mừng các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tại nhiều địa phương trong cả nước. Chiều nay, đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã gửi đến các chức sắc, linh mục, đồng bào công giáo lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của bà con giáo dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các chức sắc, linh mục, đồng bào công giáo tỉnh tiếp tục giữ gìn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng ngày đến chúc mừng Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã gửi đến Hồng Y, các linh mục, tu sĩ cùng toàn thể bà con giáo dân thủ đô những lời chúc Giáng sinh an lành tươi vui. Thông báo với Hồng Y kết quả phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm qua, Bí thư Hoàng Trung Hải khẳng định, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, tới đây Tòa Tổng Giám mục tiếp tục vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt đường hướng kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Mỗi người công giáo là một công dân tốt, góp phần xây dựng thủ đô văn minh hiện đại. Trong dịp này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến chúc mừng Tòa Tổng Giám mục thành phố. Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc Giáng sinh an lành, sức khỏe đến Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và toàn thể các chức sắc, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn. Mong muốn các chức sắc công giáo, bà con giáo dân tiếp tục tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay góp sức vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.